Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá được game đầu tiên nha, Roblox. Ok, pick guy. Vào đây như là chapter 1. Bọn anh chàng bị bắt rồi. Ở bên cài đang muốn nhau mình. Ok, mình sẽ chơi vào ta. Rồi sau đó các bạn phải tìm Orin cây, sau đó thì mình sẽ mở khóa ở đó ra. Nhưng mà như mình thấy thì còn 1 phút thì không bao giờ kịp. Thế các bạn có thể trêu bà Pika đây. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Pendy. Thank you.
Wow, ngon. Ăn mình những cái này rất là ngon. Những cái gạch này ném thì các bạn chỉ nhắm với ông ta mất một máu thôi. Còn các bạn phải cố gắng ăn đến chiếc rìu thì ông ta sẽ mất 2 máu. Còn một cái miếng sắt kia ông ta sẽ mất 3 máu. Đó là miếng này. Ok. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ 3, Pendy and the Magician. Yes, let's go. Chapter 1, Moving Picture. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Wow, lovely. Let's see what you're hiding down there, old friend. Chiếc máy này đang khởi động rồi. Rồi các bạn đã vào đây và sẽ nhận được tiếp theo, đó chính là tìm 6 món đồ và đặt vào 6 trụ này. Who put this here? Oh my god. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Ok.
Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt 6 món đồ này vào 6 cái trụ này và tiếp tục xem nhiệm vụ tiếp theo là gì. Rồi, okay. Mình sẽ đi sau bên này. Then I can start up the main power. Quét đi, ok. Giật con dao xuống nào. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Rồi, và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 20 chiếc túi. Ma lại đi đã. Cái ma này thì nó sẽ không vào trong từng căn phòng một, nó chỉ đi ngoài hành lang thôi.
Nó đang ở trên ở dưới tầng hầm. Mình sẽ lên tầng 2 luôn. Mới được có 11 túi thôi. 12 túi, ok. Buộc phải xuống tầng hầm để tìm tiếp. Mình sẽ vào đây. Oh my gosh. Ok, đã đủ. Mong sao mà ta lên tầng 2 rồi. Rồi, đã thành công. Đã thoát ra khỏi ngôi nhà này. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 5, Slenderilla 2D. Play, let's go. Vào căn phòng đầu tiên. Số 7, ok. Tiếp tục sang căn phòng tiếp theo. Đi sâu bên trong. Oh my gosh, đi luôn. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Đây là một tựa game bìa khóa rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. I'm ready, let's go. Cái này như kiểu là một đầu ngựa. Bức tranh.
một giờ đi. Quạ đâu đây, rất là nhiều. Rồi, và mình đã vào trong tòa lâu đài này. Cái này cần một chiếc búa thì mới phá được. Đây, búa đây rồi. Oh my god. Hai con ngựa này nhìn nhau. Rồi, và các bạn sẽ ra đây cho hai con ngựa này nhìn nhau. Ok, tiếp tục. Mới có được không? Mình sẽ vào kiểm tra xem. Được rồi, một chiếc chìa khóa tiếp theo. Và đây cũng là một tựa game về khóa rất là hay. Cái này cần một hình ngôi sao thì mới mở ra được. Anh chàng này thì có một cái hòn đá gì đó. Và chiếc chìa khóa này các bạn lại xuống dưới mở tiếp. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Rich. Ha ha ha!
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang lên tiếp theo. Granny Evin. Let's go. Start game. Continue. You go. Let's see. Wow, we just fought. Oh my god, không hiểu sao mà ta leo nhanh hơn cả mình. Đó thôi. Và ta đi đường đó mà nhanh hơn cả mình bò sang. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.